Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube gia đình cá tráp. Hôm nay mấy bạn thấy mình làm video ở nhà mà mình quay ngay chỗ cái bếp có cá đây thì mấy bạn có thể dự đoán sắp sửa có chuyện gì xảy ra rồi đúng không mấy bạn? Thì hôm nay để kỷ niệm cái ngày mà mình sau 2 tháng mình vật vã lăn lộn bò trường ở ngoài chỗ câu để mình câu lu rê và mình lên con cá đầu tiên. Thì hôm nay mình về mình sẽ làm một việc để kỷ niệm cái ngày đó là mình sẽ làm món ăn với những con cá này, đặc biệt là con cá mà câu lu rê này, câu mà dính nó này, đây cá cam này ha, mặc dù nhỏ nhưng mà ý nghĩa của nó rất là lớn ha, thoát mớm rồi từ cái ngày mà còn mớm ha, ngày mà không biết gì chuyển qua bộ môn lu rê thì hôm nay lên được cá rồi là có thể tự tin là lần sau là đi lu rê rồi đó mấy bạn. Đó, thì bây giờ có thể tạm gọi là ổn rồi đó. Thì mấy lần trước mình đăng video mình câu cá không á, mình về rồi mình câu dính cá mình đem về nhà mình quay cho coi cá thôi, thì có nhiều bạn góp ý với mình là nên làm món ăn, làm đồ ăn với lại cá mình câu về á thì nó sẽ hấp dẫn hơn, nó sẽ cuốn hút hơn đó, để tạo cái sự phong phú cho chủ đề của video. Thì hôm nay mình sẽ làm món ăn với lại cá ha. Thì từ trước tới giờ mình cũng ngại cái chuyện nè, thứ nhất á là mình nấu ăn dở lắm mấy bạn ơi. Hồi nhỏ mẹ nấu cho ăn, còn cưới vợ về vợ nấu cho ăn nên là nấu ăn dở lắm. Hồi thời sinh viên thì cũng có nấu nhưng mà nấu mấy món qua loa đại khái, nấu mì tôm rồi chứ không có nấu ăn nhiều nên là nó cũng không có ngon ha. Rồi thêm cái nữa là nhà mình đó mấy bạn, có nhóc đồ chơi nhiều lắm mà nó bày tùm lum giấy đồ ha, đồ xếp hình xe cộ đồ đồ chơi bề bộn lắm, nên mà muốn làm cái video là phải dọn dẹp nhà cửa nhìn cho nó gọn gọn tí chứ nhìn kinh lắm. Hồi nãy giờ mình dọn dẹp nhà cửa xong mà mất hết tầm khoảng tiếng đồng hồ mấy bạn, muốn làm cái video mà mình phải dọn dẹp hết 1 tiếng đồng hồ. Mà mấy bạn thấy bình thường mình đi câu mình đâu có thời gian nhiều đâu, không có nhiều thời gian, sáng sớm thức dậy là đi câu lu rê, xong câu lu rê về ăn cơm xong chuẩn bị mồi để chiều câu ISO để làm video, rồi tối về nếu có thời gian rảnh thì chỉnh sửa video, không có thời gian chơi với con luôn mấy bạn, mấy ngày nghỉ chỉ có anh vậy trôi qua thôi. Thì bây giờ mình mới cải tiến thêm tí nữa là video mình sẽ chỉnh sửa trong cái giờ giải lao, trong lúc mình đi làm này mấy bạn, những cái ngày mình đi làm thì giờ giải lao mình sẽ ngồi mình chỉnh sửa video đó, thì những ngày thường mình sẽ rảnh ra được một chút đỉnh nữa. Thì hôm nay mình dự định mình sẽ làm món ăn với lại mấy con cá này, mình sẽ quay cho mấy bạn coi cá gồm có những cá gì ha. Này thì cái rổ này nè mấy bạn, cái rổ này thì mình câu hôm bữa trước ha. Cá này là cá nục nè, cá sa pa nè, mắm bự như nè ha. Cá này cái size này câu khó lắm, hiếm lắm, muốn bằng cá cam này luôn. Cái size này câu thỉnh thoảng mới dính con, nhiều khi năm mình câu dính được có một con vậy đó. Thì trong cái rổ này hôm bữa mình hôm tối hôm qua chứ mình đi câu thì nó gồm có cá kèo nè, mình thấy không, cá kèo biển mình gọi như vậy chứ mình cũng không biết tên nó chính xác là gì nha, mình không phải dân biển nhưng mà bạn nào biết tên chính xác thì nói cho mình biết nhé nha. Rồi, còn cá này là con cá liệt. Cá này tên là cá liệt nha mấy bạn. Mình thì cũng không có biết tên. Mình hỏi thầy mình á, thầy mình dân biển, do đó là biết tên rất là rành của mấy loại cá này. Cái con nào mình câu giờ mình không biết tên thì mình chụp hình mình gửi thầy mình. Còn cá này là con cá bạc má nha mấy bạn. Đó. Còn cá này là cá mú đá. Đó, mặn ra có chút xíu vậy. Rồi, đối với cá liệt nè, cá kèo nè, rồi cá bạc má mình sẽ nướng nó ha. Mình sẽ nướng muối ớt đó. Còn cá cam này nè, cá cam này mình sẽ làm món sashimi làm thử ha, mình sẽ làm món sashimi ha mấy bạn với con cá cam này. Rồi ở dưới đây có thêm mấy con cá này nữa nè, mấy con cá này mấy bạn bữa bữa nay mình đi câu được con cá cam đó với lại là mấy hai con cá mú với lại ba con cá này. Con cá này tên là con cá gì mình không biết ha. Bạn nào biết tên comment vô giùm mình ha, thì mình biết lần sau mình làm video mình gọi cho anh về ha. Thì mình sẽ dự định cá mú này mình sẽ nướng chung với lại mấy nướng muối ớt chung với lại mấy con cá mú bên đây. Rồi mấy con cá này chắc có thể nướng thử ba con ăn luôn ha, coi nó ra sao ha, nướng muối ớt nó. Thì cá cam này sẽ làm sashimi nhưng mấy bạn mình cũng không biết làm đó, thì mình làm đại thôi ha, tới đâu hay tới đó thôi đó. Nói chung là làm sạch sẽ là ăn chắc không đau bụng đâu ha. Mình sẽ nướng muối ớt trước ha. Nướng muối ớt trước thì quê mình ở Tây Ninh mấy bạn biết rồi đúng không? Đây,
Có muối, muối Tây Ninh luôn nè. Muối ớt chay thắng lợi ở Tây Ninh đó. Đem qua lâu lắm rồi, đem qua nay năm, hồi đó ba mẹ mình qua đem qua cho mình thì còn được nhiêu đây nè. Giờ nướng muối ớt ăn thử ha, thì miếng nước mắm, miếng muối ớt đó, cho chút xíu đường thôi. Ăn cái gì mình cũng không biết ha, mình cắt nó ra ha, cắt ra khứa ra vậy đi ha, cho anh thấm muối đó. Ốp chút xíu muối ớt thôi, ốp nhiều quá cay nhóc mình ăn không được nên mình ốp chút xíu thôi ha. Cho mình ốp thêm nước mắm nữa, ốp nước mắm thì nó chắc nó sẽ ngon hơn ốp muối á mấy bạn, nó thấm hơn nha. Không biết có mặn không đây, ốp hay mặn khỏi ăn luôn cái thôi á. Xong cho thêm chút xíu đường thôi ha, cho đường vô cá nướng mới vàng được mấy bạn. Đó. Rồi trộn lên, trộn lên mà nướng nó thôi, chắc phải để lâu á. Trộn lên để tầm khoảng 15-20 phút vậy mấy bạn, rồi nướng thôi. Thì đói bụng hả con? Chờ anh tí ba nướng cá ha. Nướng cá chứ ba làm sashimi ăn cơm ha. Ốp xong rồi giờ nướng mấy bạn ơi. Ở Nhật thì hầu như ở nhà mình không có nướng than được mấy bạn, ở chung cư rồi. Ha, sử dụng lửa đồ cũng khó lắm. Nó nghiêm khắc dù đó lắm nên là mình nướng bằng cái bếp ga này nè. Bếp ga thì ở dưới có bếp nướng ha. Ở đây nướng luôn. Nướng luôn. Trời ơi, cái này nướng lên ăn thôi quên sầu luôn. Hồi đó có lần mình đi ra nhà Bình Thuận á, nhà của thầy mình á, chơi thì đi ra ngoài đó, trời ơi, cá biển tươi mấy bạn, nướng lên ăn một lần là mình ghiền luôn tới giờ luôn. Cá biển tươi mà nướng lên ăn đã, mình dân miền núi mà, quê mình đâu có cá biển đâu. Đi ngoài đó ăn một lần trời ghiền. Cái chỉ vàng nào nướng lên là hết sảy luôn. Nướng cái này trước luôn nha. Nướng hai cá kèo luôn. Nướng một mâm thôi chứ không hết quá. Hết nổi không ta? Ráng ráng nhét nhét vô đừng nướng hết mấy cái này luôn lần một. Đấy. Nhét vô để nướng lần một luôn. Nhớ không mấy con cá này chắc con cá thèn quá. Cá tên gì không biết luôn, mấy cá này nhớt không, nhớt kinh dị luôn. Nướng này như luộc luôn á, nhiều cá quá. Đó. Cá cam này thì mình sẽ, nếu mà mình cắt luôn á, nhiều khi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, mình thấy không để, không cho giết mổ rồi. Nên là mình chỉ quay cho mấy bạn coi ha. Mình sẽ lắc bỏ, cắt phần này ha, cắt tới đây. Là mình bỏ cái xương ha, mình lắc hai, lấy hai miếng thịt hai bên, bỏ phần đầu ra ha, lấy miếng thịt bên đây rồi bắt đầu mình sẽ quay tiếp ha cho mấy bạn coi. Con cá này nhỏ nhưng mà để ăn mà sashimi một lần mẫu hơi bự mấy bạn ơi, do đó là mình lắc mình lấy bên nè, lấy bên thịt ha, lấy bên này thôi, còn cái bên còn lại là mình cắt nó ra luôn rồi nè. Các bạn giờ để dành có nấu canh hay là kho gì ăn ha, chứ ăn sashimi một lần không hết. Thì làm cái này thì mình phải làm cho nó khô với bạn ơi, không nó không khô á là nó tanh, do đó là nước đồ mình phải lau hết ha. Giống như cá này là mình phải lau cho nó khô như nè, mình lau khô là chắc chắn là không tanh luôn, cỡ nào cũng không tanh hết, chỉ cần không có miếng nước nào ở trên đây. Thì thường người Nhật người ta dùng cái giấy nấu ăn á mấy bạn, nó hút nước dữ lắm. Còn mình nhà mình không có giấy nấu ăn, mình lấy khăn khăn giấy luôn, mình lau luôn. Khăn giấy loại này nha, chứ cái lăn khăn loại kia là nó bị rã ra, nó dính vô con cá nha mấy bạn. Phải xài khăn loại này nè.
Ăn loại này nó không có bị rã. Đó, lau cho khô thì là khô ha. Thường người ta có cái khăn, người ta để nguyên con cá lên cái khăn. Mình không có cái khăn thì mình làm dài, lấy khăn giấy lau tùy cơ ứng biến. Giờ mình sẽ, cái việc mình cần phải làm á là mình sẽ cắt ngay chỗ cái đường giữa này ra mấy bạn ha. Mình cắt ra làm hai ha. Cắt ngay chỗ cái phần mà giao nhau giữa hai miếng thịt này, hai khác màu này ha. Thì ngay chỗ này nó có cái xương, mình phải cắt này ra, xong bắt đầu mình sẽ lột da ra ha. Đó, ở ngay này nó có cái xương gọi là xương sườn đó ha. Nè, quay gần lại cho mấy bạn coi ha. Khúc khúc này có xương sườn thì mình sẽ lạng, mình lấy cái xương sườn này ra ha. Những cái xương rồi thì mình để dành mình nấu canh ăn cũng được. Trong siêu thị nó hay lắc ra, nó lấy cái miếng thịt đỏ đỏ trong này nè, nó bán cũng mắc lắm á. Còn cái đầu cá này nữa, cái đầu là 300 mấy 400 yên không mấy bạn. Đó, mình sẽ cắt cái chỗ này ra. Mình cũng không biết làm đâu mấy bạn, mình phan đại á. Làm đại á. Cắt lấy cái miếng màu đỏ đỏ này ra thì ở trong đó nó có xương. Chúng mình cắt xong mình cho mấy bạn coi ha. Mình lắc đại luôn mấy bạn. Nè, thì trong cái miếng này là xương nó trong đây nghe mấy bạn, hai bên hông nó có hai miếng xương này. Cái này mình để nấu canh cũng được ha. Đó. Thì mình lắc ra được dài, được hai miếng dài. Giờ mình sẽ lấy cái xương sống này ra, của xương sườn của nó. Lắc cái này lấy xương sườn đây nè. Đó, nó đang dài. Đó là lấy miếng thịt thôi. Còn da, da với lại mấy cái mấy da dài mình bỏ hết. Rồi bây giờ mình lột da luôn ha. Da là thanh mớm chỉ mình vậy ha. Là cắt từ đây xuống. Cắt từ trên này xuống ha. Cắt đụng dưới ha. Xong rồi lạng đi. Cắt xuống rồi lạng đi, chỉ vậy mà không biết làm được không đây. Ui, cũng dễ làm mấy bạn ơi, không khó. Cái dao mình không bén lắm. Ui trời, mình lạng mỡ đó hết rồi. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, lần đầu tiên làm vậy là khá lắm. Nó mắm chỉ vậy nè. Không biết làm phải nhờ thanh mắm chỉ. Rồi tới đây da dưới trời. Để mình lật lại mình lột nó thử coi. Ui, lột cũng được nè. Ui, cá cam dễ dễ làm mấy bạn ơi, nó không có giống như cá đối rồi ha, cá tráp rồi ha, dễ lột da quá, quá đơn giản. Chỉ có cái mình làm không đẹp thôi, người ta lột ra không có bị sần sùi, mình lột ra sần sùi nè, cái đó. Nhìn tay ngang mà làm sashimi, cái bụng không biết sao đây. Cái bụng là giòn, thịt giòn. Đó. Chắc như nước cắt mấy bạn ơi. Bắt đầu mình lau dao rồi cho sạch sẽ ha. Lau dao lau thớt cho sạch sẽ. Đoạn này là ra là ăn luôn nè. Đoạn này là thành phẩm luôn nè. Thì trong cái giai đoạn mà mình đang phi lê con cá cam thì cá cá nướng cũng chín rồi nè mấy bạn ơi. Đó. Cá nướng chín hả? Không biết mấy con cá mú thì chín chưa trời. Mình sẽ gấp mấy con cá bự ra trước mấy bạn ơi. Ủa, mấy con cá nhỏ ra trước chứ. Con cá kèo nè ha. Đó. Đó. Cá chỉ vàng cũng chín đây nè. Nhìn đã không? Phê không? Đó. Trời ơi, nó thơm các bạn ơi, nó thơm bát ngát luôn á. Thơm chịu không nổi luôn á.
Cá bự này mà chín thì mấy cá nhỏ là chắc. Cá bự mà chín mấy cá nhỏ chắc khét luôn rồi. Thôi lấy hết đây, bắt hết ra luôn. Có hai cá mú dày quá không biết sao nè. Cá nục nè. Đó. Hai cá mú chắc phải nướng cho nó một chút nữa mấy bạn ơi. Hai cá mú để đây đi. Nướng chút nữa. Đây. Đó, nhìn đã đây chưa? Nhóc mình nè, đang đang chơi đồ chơi nè, nó đói bụng rồi chắc cho nó ăn trước quá. Nè, Hi lại đây kêu mẹ làm cho con ăn trước đi con. Đó. Để đó trước đi. Dọn đồ chơi ra đầy nhà luôn. Bây giờ mình sẽ quay lại mình là làm cái này tiếp ha. Xong rồi giờ làm mù tạt mấy bạn ơi. Mù tạt nước tương. Nước tương này thì cái này là nước tương mặn ha. Thì mình thích ăn ngọt. Có loại nước tương ngọt nữa mà hồi bữa nhờ thằng em mua mua lộn chai này nè. Đó, mình sẽ cho nước tương ra đây. Chắc chấm cũng không chấm nhiều đâu mấy bạn. Đổ nhiêu đó thôi. Mình thích ăn ngọt do đó là mình sẽ thêm vô miếng đường ha. Mình thêm vô một chút xíu đường. Ừ. Đó, mình thêm vô chút xíu đường nha. Rồi lại cho nó đều lên. Lại cho nó đều lên cho nó ngọt. Rồi mù tạt thì cứ quất cho cục vô đây thôi. Chừng nào ăn thì quết mù tạt lên. Quết mù tạt lên ha. Quất cục mù tạt vô đây. Bạn thích ăn quậy nó vô chung với nước tương cũng được ha. Không vậy thì quất một cục vô đây đó. Vậy là quất thôi. Đó, ăn cơm chỉ có vậy thôi. Sashimi đây. Đó, sashimi đó. Ai. Này đáng lẽ phải uống lon bia mà chiều nay phải đi câu cá nè, cho nên là uống vô là không có chạy xe máy được. Làm gì làm cũng phải có cơm ha. Đấy á, đổ rồi. Có mắt ta nè, hi cười. Gì con? Muốn ăn màu trắng hả? Màu trắng nào đâu? Con muốn ăn màu trắng nào? Muốn ăn màu nào? Cho con thử trước ha. Ăn cái nào? Ăn cái này trước phải không? Chấm vô đây, chấm nước tương cho con ha. Đây. Ra sao? Ngon không? Mình sẽ làm phát hai miếng. Ê, tươi xanh luôn nè. Wow. Ăn sashimi trước. Quết miếng mù tạt, chấm qua nước tương. Ăn thử coi nó làm sao. Ngon bà ăn ngon Cá tươi ngon. Cá tươi nhóc ngon. Nói đúng theo phong cách người Nhật. Ôi chi, người Nhật ăn gì cũng vậy hết mấy bạn ơi. Mà thiệt. Làm lau sạch sẽ là nó không có bao mùi tanh ha. Ngon. Ăn một nói chung là cam ngon hơn cái sushi ở ngoài tiệm sushi, này. Ăn một cam này cái gì? tại vì ở ngoài tiệm mấy bạn nó Là cá nói chung là nó không có tươi bằng cá mình bắt về mình ăn liền ha. cái này nữa. Có ăn cái này Dạ. Ăn một cốm màu đỏ này. ôi xin về mà mới hi chấm miếng mù tạt chứ không sao đâu nha, ăn có cay miếng cũng không sao. Ôi xì. Là sao? Cái phần này là phần lưng nè mấy bạn. Nha, nguyên phần này Ở phần lưng nè. đây nè. Phần này cũng lưng, tới đây là lưng nè. Còn phần này là bụng nè. Phần bụng là phần xấu xấu hồi nãy mình cắt trước á. Thì cái lưng nó mềm. Cái lưng nó mềm mà nó ít mỡ hơn mấy bạn. Ai thích ăn mềm thì ăn phần lưng ha. Còn ai thích giòn ăn phần bụng nè. Phần bụng là mấy cái này nè mấy bạn ha.
Phần này cái mỡ nó nhiều nè ha, Ăn nó cái giòn thì con là không giòn. có. Mỡ không phải giống như mỡ của con heo rồi, các bạn không phải ớn ngậy mà mỡ của nó nói chung là nó mềm, nó giòn. Từ từ để bác ăn miếng này xong bác đút miếng màu trắng cho. Màu trắng là cái này nè. Màu trắng là cái đó. Nó giòn thì thôi quên Và sầu màu luôn. trắng là ở đâu? Màu trắng không phải không? Cái này phải không? Và cháu bắt rồi gì? Thôi xem không? Thử cá nướng trước. Ăn cá gì trước ta? Ăn cá chỉ vàng. Cá chỉ vàng, cái mình thích cá chỉ vàng. Hay ăn cái này. Mẹ tôi muốn ăn cái này. Quên cho mấy bạn coi nướng lên ra sao. Mẹ cá chỉ vàng nướng lên nó vậy nè. Nhìn đã không? Cá tươi ăn là vô đói. Cá chỉ vàng nó cũng ít xương mấy bạn. Nhóc mình lại quẹt quẹt mấy cái bỏ chạy đi ăn bánh nè mấy bạn. Có ăn đi. Nó ăn cơm với lại nào? Cá nướng. Cá nướng chưa? Con rắn hả? Hay bị hả? Con rắn kawaii. Con hay bị. Con rắn kawaii. Còn hai miếng cuối cùng mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy cái năng lực, cái đẳng cấp diệt mồi của mình thấy ghê không? Ghê không mấy bạn? Vợ mình thì phụ nữ mà người ta giữ dáng lắm nên là cũng ăn ít lắm mấy bạn. Làm đồ ăn trong nhà là hầu như là mình ăn là nhiều chứ vợ mình chỉ con không ăn nhiều hết. Thơm ngon tới miếng cuối cùng luôn. Quá đã. Quá ngon. Tổng kết lại là cá tươi mà làm sashimi ăn là khỏi chê mấy bạn. Ở bên Việt Nam mấy bạn cũng có thể làm thử nếu mình là dân biển. Thì cá tươi mà mấy bạn làm á, mấy bạn lau sạch nước ha. Mình mà mổ bụng rồi xong mình lau sạch nước ha. Mình rửa sạch sẽ mình lau sạch nước. Rồi xong mình phi lê ra ha. Rồi bắt đầu mình lau sạch nhớ nước, đồ máu, đồ các kiểu nữa. Đừng rửa lên nữa nha. Mình rửa một lần đầu tiên thôi. Cái lúc vẫn còn nguyên con á. Rồi sau này mình làm nữa mình không cần rửa nữa. Mình lột da ra, bắt đầu mình phi lê ra là nó không hôi. Ăn có nước tương với mù tạt vô nữa là ngon. Người Nhật người ta ăn vậy mà người ta sống dai mà. Ăn đồ sống, ăn cá sống rồi. Tổng kết lại là cá cam là làm sashimi là khỏi chỗ chê mấy bạn ơi. Ngon cực kỳ. Chắc ngon nhất luôn quá. Rồi cá nướng. Cá nướng thì ngon nhất á là cá chỉ vàng là ngon nhất ha. Cá này còn con cuối cùng mình đã ăn nó mỏng cơm nhưng mà cái thịt của nó rất là thơm, nó mềm mà nó béo ha. Mỏng cơm nhưng mà mềm béo thơm, không có một chút vị gì mà dở luôn. Cá chỉ vàng nướng. Rồi kế đến là cá kèo biển. Cá kèo biển là ngon thứ nhì. Ngon thứ ba là con cá bạc má. Cá bạc má thì thịt nó hơi sơ hơn con cá chỉ vàng tí ha. Nó hơi sơ hơn tí, nó không có béo bằng cá chỉ vàng nhưng mà nói chung là vẫn ngon ha. Rồi cái thứ tư là mới đến con cá mú. Thứ tư mới đến cá mú. Nói chung cá mú là làm gì ngon, kho ngon ha. Nấu canh ngon nhưng mà nướng là dở. Tại vì con cá mú thịt nó dẻ lắm mấy bạn. Thịt chắc thịt á, giống như cá rô đồng của mình vậy. Chắc thịt đến mức như vậy. Thì nấu canh với đời là kho là ăn ngon. Còn mà nướng là vì nó cứng quá mấy bạn. Với lại xương nó nhiều quá. Nên là mình ăn nó sẽ dở hơn mấy cái này. Bữa nay là câu dính con đầu tiên. Đủ thánh mớm qua nhậu. Tính qua làm lon á. Là chiều lên mình đi câu cá bằng xe đạp luôn, không đi xe máy nữa. Nhưng mà thánh mớm mà nó ghiền câu cá còn hơn mình á. Nó đi câu tới về tới nhà, hồi nãy hai thằng về tới nhà là 12 giờ trưa. Rồi mình về mình làm đồ ăn đâu tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đó. Rồi thánh mớm nó, mình rủ thánh mớm là tối nay đi câu cá chỉ vàng với lại cá bạc má mấy bạn, với cá sa ba. Thì mùa này nó lạnh á, do đó là mình đi câu ban đêm mới dính nhiều.
nên là ảnh đi về nhà ăn cơm với vợ cái con ảnh, rồi anh chuẩn bị đồ đạc đang chiều hai thằng đi câu nữa, nên là rủ qua làm lon, chứ đáng lẽ là rủ nó là nó qua được tại chiều đi câu nữa nên không qua được. Thì ảnh hồi đó anh cứ anh câu dính cá, câu dính cá cam. Mình trước khi câu dính cá cam là toàn ăn cái ăn ké cá cam của Thanh Mớm không. Thanh Mớm câu dính cá cam về là làm xong rồi điện qua làm lon. Thanh Mớm hồi đó câu cá sa pa, Thanh Mớm cũng khoái làm lon lắm, mà nhậu lon hơn ngang chứ nhậu nhiều Thanh Mớm không nhậu đâu. Thanh Mớm đồ cũng đồ đồ âm phủ, đồ dài lon là lật xe. Rồi video hôm nay chắc mình kết thúc ở đây, mấy bạn chiều còn đi câu cá nữa, chiều nay đi câu các chỉ vàng với lại cá bạc má với lại cá sa pa. Nếu mà khỏe khỏe mình sẽ làm cái video đó nữa, còn mệt chắc không làm đâu. Rồi, bye bye các bạn nha. Nếu các bạn thấy những video mà làm đồ ăn thể loại tương tự như vậy mà thú vị thì mấy bạn comment ủng hộ rồi để mình có cái động lực nha. Hoặc là mấy bạn muốn làm video theo cái chủ đề nào đó, có thì mấy bạn comment ở trong phần bình luận như mình nhé. Mình sẽ cố gắng mình thay đổi cái chủ đề làm cho nó phong phú hơn để đáp ứng cái nguyện vọng của tất cả các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình nha. Hầu hết người xem video là hầu như là những cái người mà không có đăng ký kênh là xem nhiều, còn người đăng ký kênh là xem chỉ có 12-13% thôi mấy bạn.